Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Kênh video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai cái bộ số lùi dành cho xe ga. Các bạn nghe rõ nhé, hai bộ số lùi này dành cho xe ga nhé. Các cái dòng xe ga, cái loại này thì hiện tại nó đang rất là mới và gần như chưa có bên nào phân phối cả. Thì bên em hiện tại đang nghiên cứu và phân phối cái dòng này. Nó cũng rất là kén bởi vì dòng xe ga thì nó có nhiều mẫu khác nhau. Cho nên là mình sẽ đưa ra một số cái thông số và hình ảnh để cho khách hàng có thể kiểm tra trước xem là có lắp được hay không. Nó còn phụ thuộc vào từng dòng xe nữa. Thì ở đây cái loại bên tay phải các bạn đang theo dõi là loại số lùi dành cho chạy xích. Còn cái phía bên tay trái các bạn đang theo dõi hình ảnh ấy là số lùi dành cho chạy trục các đăng. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Thì đối với cái dòng số lùi chạy trục các đăng ấy thì các bạn và số lùi chạy xích ấy thì các bạn chỉ cần lưu ý cho mình hai cái phía trục này này. Hai cái thông số ở hai cái đầu trục này. Thì các bạn phải tháo cái bánh xe của mình ra, rút cái trục bánh xe ra và các bạn kiểm tra cho mình. Nếu như cái loại này nó là răng, nó là 19 răng. Cái cổ bi này là cổ bi 17. Cái này là 19 răng, có đường kính là 20. Đấy. Thì sẽ có khả năng là lắp được. Đấy, các bạn lưu ý cho mình hai cái vấn đề đấy nhé. Thì cái này kích thước cụ thể mình sẽ để hình ảnh. Các bạn chỉ cần rút cái trục bánh xe ra hoặc các bạn hỏi thợ sửa xe máy xem cái lõi của nó bao nhiêu răng. Nếu như cái lõi ở trong hộp số xe máy ấy, là 19 răng thì có khả năng rất cao là xe của các bạn sẽ có thể lắp được. Với những cái dòng này thì bên mình cũng mới trải nghiệm cho nên là cũng chưa thể lắm được hết là những cái dòng xe ga nào có thể lắp vừa được. Thì vì vậy thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều khách hàng phải kiểm tra trước khi nghiên cứu và lắp đặt. Đấy, thì như mình được biết thì đầu tiên đấy là những cái dòng xe ga kiểu như xe Attila là có thể lắp vừa. Đấy, thì các bạn để ý cho mình, hiện tại mình mới biết là những cái dòng như xe Attila là có thể lắp vừa hai cái loại hộp số này. Đây là cái tổng thể của nó này. Cái hộp số này nó như cái hộp số lùi bình thường thôi. Chỗ này là lắp cần đạp số tiến lùi, có thể mình có thể thay thế bằng dây kéo số cũng được. Thì hiện tại thì mình đây là mình không cầm là cần số đây. Nhưng đại loại là nó có một cái cần đạp vào vị trí này để cho các bạn có thể sang số tiến và lùi. Đấy. Còn một số các bạn sẽ thắc mắc là nữa là tại sao cái này nó lại có thể sang số lùi được ấy. Thì ở trong nó có một cái kết cấu gọi là bánh răng vi sai. Đấy. Thì đối với cái thằng này thì bình thường ấy, các bạn không tác động hay là nó sẽ chạy số tiến. Đấy. Thì khi các bạn rút cái cần số ở đây ra này, các bạn rút cái dây này ra thì nó sang vị trí số lùi. Đấy. Đại loại là như vậy. Thì thực tế mình cũng chưa thể trải nghiệm hết được cái phần cần kéo này, là phần định vị này. Các bạn tháo bánh xe ra nhé và cái lửa thân này trở về đây. Cái tháo bánh xe ra thì cái phần trục này nó sẽ cắm vào trong cái hộp số cũ của các bạn, còn cái phần này nó sẽ cố định lên cái xe máy của các bạn, và khi đó thì xích các bạn lắp vào đây. Đấy, đây là phần số lùi. Khi các bạn chạy bình thường nó là số tiến. Khi các bạn rút cái cần nhỏ này ra thì nó là số lùi. Ở đây chính là cái bộ trục của nó vào đây. Nó sẽ lắp vào đây. Đấy. Để nó sang số. Thì cái này mình đã thử tay và nó sẽ sang số lùi được. Nhưng mà do là ở trong này nó có một cái phớt để chắn bụi bẩn cho nên là khi mình quay tay nó rất là nặng. Nhưng mà mình đã làm thử nghiệm và đã thành công. Nó có thể lùi được các bạn nhé.
Đấy, thì các bạn tùy theo các bạn có ý định làm xe ba bánh cho người khuyết tật, cho người già, hoặc là các bạn sẽ chở hàng bằng động cơ xe ga. Thì đây là hai dòng số mà các bạn có thể nghiên cứu thêm. Một số hình ảnh cái trục này mình sẽ đưa lên cùng với hình ảnh video các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi thắc mắc và giao dịch chi tiết sản phẩm các bạn có thể liên hệ qua Zalo 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy kênh các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có những cái sản phẩm mình mới up lên. Video này mình sẽ tiếp tục làm thử nghiệm trong những cái dòng xe máy mình tìm hiểu được trên thị trường và mình update lên trên kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chú ý theo dõi nhé.